Jag vill inget hacka. Đây, dưới trước mặt mình là thành phố Lai Châu nha các bạn. Giờ mình đang đổ đèo xuống thành phố Lai Châu. Đèo này là đèo Nùng Nàng để nhất view. Đèo này rất đẹp luôn. Chó nãy nó mừng, nó không có giữ mà nó mừng, nó vào dưới chó bự nó mạnh. Mà sao thấy chó đây con bự bự không ba đuôi? Giống đây sao vậy hả? Con bự bự không, bự con chó với mình, chó cỏ nóng quá. Cái đường này như nó có đi đâu nữa, nó nãy nó còn đi nữa. Dù cái quán nó làm cũng cà phê ngon chứ bộ, cà phê ngon, cà phê nó vừa ngon, cà phê hôm qua nữa ngon nhiều, cà phê ngon rồi. Nhiều liên quá, tính ra 25 ngàn. 25 ngàn cũng rẻ chứ, lên view đi thang máy rồi cảnh đẹp. Qua đi qua uống cà phê đó không, 140 rồi đó. Gì 140 hay 40? 140 là có mấy ly đâu? 5 ly à, 4 ly, 5 ly à, 4 ly à. Bà chặt chém dữ trời. Tao nghe tao tưởng đâu 40. Đó cái view thành phố Lai Châu các bạn thấy đọc không? Nhà quá trời ha. Ủa thành phố tao phải nhà chứ không? Xuống nhìn toàn cảnh thành phố luôn mà. Cũng hết cái thành phố luôn. Ủa có hai cái núi giống núi đôi. Núi đây nó nhọn nhọn không ha Lị á? Dạ. Khác cái bốn cái liền nhau á. Lên lên được cao luôn phải không? Để trâu sạt lở nhiều. Chưa nay luộc thịt là cà phá mắm tôm nha. Ok. Ăn nhuyễn ngon. Thịt heo hay thịt cậy? Hôm hôm Thành chạy về ăn mì gói. Hôm qua là do là Thành này anh bỏ cái ấy đâu nè, anh thành bò anh không bỏ vô ngăn mát tới, á. Tới móc qua nổi không? Vô luôn. Sao móc qua không được? Được. Cái này móc qua nó không thẳng, nó đậu hoài luôn. Oh, rất to. Xe địa hình. Wow wow wow. Có ngựa luôn kìa. Quay đầu nghe đuôi luôn kìa. Vô mượn ngựa đứng đinh ngựa chụp hình á. Đó, các bạn thấy cái thác này nhỏ nhỏ nhưng mà nó xinh xinh dễ thương. Ông đi không dám vô. Ông đi không dám vô. Ông đi gấp to không dám vô. Ông nó làm đường cho xe vô mà. Rồi, chiếc thứ ba vô luôn. Chị lơ giọng vô, chị lơ giọng vô. Lì. Không sợ lọt bánh á. Rồi, ba chiếc đã vô lọt hết rồi các bạn. Ở đây nước không luôn. Suối mà. Trời lọt bánh hả? Đây mình vô cái suối. Tức là đắp to này xe địa hình các bạn ơi, nó băng rừng lội suối hay lắm. Không sao hết á. Cái suối ở Lai Châu, một
cái con suối nhỏ thôi, nhưng mà ở đây thấy cũng đẹp các bạn, có ngựa nữa kìa. Tới chúng đi, tới chúng hết á. Đây thấy có ngựa nữa nè, ngựa nó mất rồi. Chụp dây lại cho cởi ngựa coi. Ôi, dòng suối chảy đẹp quá các bạn. Đó có ngựa nó đang gặm cỏ các bạn. Thành phố Lai Châu. Rất là dễ thương, rất là đẹp. Có chân mình đây, nó có cây cầu đi qua nè. Có cái cầu đứng đây chụp hình nè. Có cái cầu đứng đây chụp hình nè. Qua bên kia có đá đấy, chụp đẹp. Qua bên suối hả? Tay rồi luôn các bạn. Từ đây không dám đi mạnh nó chơi sợ. Đây nó có một cái bãi để mình chạy xe vô, mình đậu đây các bạn. Có vài là cái đường giao thông. Đây là nhìn xuống thành phố Lai Châu. Cái con suối này nó rất là đẹp luôn. Đây đẹp lắm Tiễn ơi. Không à. Rồi.
rồi vô gần là thấy đẹp ghê nè. Hả? Thôi cái này, hồi nãy đi, nãy mới đem lại cam xuống bay, xuống một luôn. Nãy nó lại cam bay trên đỉnh rồi. Thôi giác mà họ lại tối vậy, tối thì vô.